Nước Pháp từng một thời là siêu cường của thế giới trước khi có sự trỗi dậy của Liên Xô và Hoa Kỳ. Đã từng có thời, câu chuyện bá chủ thế giới là chuyện nội bộ giữa Pháp và Anh, hai quốc gia đến từ Tây Âu. Thế nhưng, ánh hào quang đó đã chấm dứt và thay vào đó là sự nhục nhã trong cuộc Thế chiến thứ hai. Năm 1940, Hitler đã tạo ra kỷ lục vô tiền khoáng hậu, đó là trong 40 ngày vặt trụ lông gà trống Gô La. Vậy thì tại sao siêu cường một thời lại bị đánh bại quá nhanh đến như vậy? Do Pháp quá yếu hay do Đức quá mạnh? Hãy cùng tìm hiểu qua video ngắn này nhé. Chào mừng đến với Battle Cry, lịch sử thế giới. Cường quốc rớt đài. Nước Đức kể từ khi Hitler lên nắm quyền đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt của quốc gia này, từ một kẻ thất bại thảm hại, mất hết thuộc địa, nợ nần chồng chất, phải cắt đất bồi thường, đã trở thành một con quái vật theo đúng nghĩa đen từ kinh tế, công nghiệp và đặc biệt là quân sự. Hitler lúc này đã quyết định đòi lại cả gốc lẫn lãi cho người Đức trong Thế chiến 1. Khởi đầu là chiếm Tiệp Khắc, không tốn một viên đạn, bắt tay với Liên Xô, thanh toán Ba Lan, rồi hủy diệt Đan Mạch, Na Uy. Nhưng tới thời điểm này, mùa giải mới thực sự bắt đầu. Tất cả những hành động trên chỉ nhằm một mục đích duy nhất, đó là thiết lập một vành đai an toàn trước khi ra đòn quyết định với những kẻ từ ngày trước từng bán hành cho mình. Vành đai an toàn đã có, Hitler yên tâm dồn toàn bộ lực lượng của mình clear phần còn lại của châu Âu. Trái với những tính toán của phe Anh và Pháp, Đức không những không tiếp tục đồng tiến mà ngược lại tung một đòn chí tử vào cường quốc phía Tây, đó là nước Pháp. Quân Đức mở cuộc tấn công sang Pháp vào tháng 5 năm 1940. Quân Liên Hiệp Tây Âu gồm Anh, Pháp, Bỉ chẳng mấy chốc đã bị đánh tan tác trước sức mạnh và chiến lược hành quân thần tốc Blitzkrieg của quân Đức. Hitler đã rút kinh nghiệm từ những tiền nhân đi trước. Do nước Pháp có quá nhiều pháo đài gần biên giới Đức, ông không muốn mất thời gian vượt qua mà tấn công vào Bỉ. Liên quân Anh, Pháp đã gửi quân tới thiết lập một phòng tuyến tại đây. Nó gần như là sự lặp lại của Thế chiến 1. Thế nhưng lần này, Anh và Pháp đã mắc phải sai lầm chiến lược khi bỏ qua khu rừng Ardennes vì nghĩ rằng chắc là quân Đức sẽ chẳng để ý đâu. Thế nhưng họ đã lầm. Chỉ trong một đêm, hơn 50 sư đoàn quân Đức đã vượt qua cánh rừng này và tạo vòng vây chia cắt liên quân Anh Pháp. Với phần còn lại, các lực lượng chủ yếu của Anh và Pháp đã phải rút chạy về Dunkirk và lên thuyền trốn sang Anh. Quân chính quy của Pháp thì về Normandy đầu hàng. Với 90.000 lính tử trận và 200.000 người bị thương, các cuộc giao tranh tới thời điểm này hầu như đã kết thúc. Luxembourg, Bỉ, Hà Lan và 3/4 nước Pháp đã rơi vào tay người Đức. Bộ Tư lệnh nước Đức sau đó đã dự tính mở chiến dịch siêu tử biển tấn công Anh quốc vì hải quân Đức còn đang hồi phục sau thiệt hại nặng nề trong cuộc chiến tại Na Uy. Không quân Đức đã được trao trọng trách phải khống chế không phận, đập tan kỹ nghệ và ý chí của người dân Anh trước khi Đức có thể đem quân đổ bộ lên đất Anh. Tuy nhiên, sau thất bại của cuộc oanh tạc Anh quốc cộng với việc hải quân Đức không chiếm được ưu thế vượt trội so với hải quân Anh, nên Đức đã bỏ ý định xâm lăng nước này và quay trở lại mục tiêu lớn của mình, đó là dồn toàn bộ lực lượng để tấn công Liên Xô, đồng thời củng cố tuyến phòng thủ bức tường Đại Tây Dương, một dãy các lô cốt, tường cao, đại bác và chướng ngại vật dọc bờ biển Manche và chờ đợi các cuộc tấn công từ Anh và Pháp. Đức cũng đồng thời thiết lập chính phủ Vichy tại Pháp. Charles de Gaulle lập chính phủ Pháp lưu vong và kêu gọi dân Pháp tham gia cuộc kháng chiến chống Đức. Quân đồng minh đã mở cuộc tấn công vào bãi biển Dieppe của Pháp ngày 19 tháng 8 năm 1942. Thế nhưng, chỉ trong vài tiếng đồng hồ đã phải rút lui vì không thể phá được tuyến phòng thủ vững chắc của quân Đức. Đội quân gồm lính Canada cùng một số đơn vị của Hoa Kỳ và Anh đã bị thiệt hại nặng nề, hơn 2/3 bị chết hoặc bị thương. Quân đồng minh tuy thua to nhưng có được kinh nghiệm cho cuộc đổ bộ sau này tại Normandy năm 1944. Trong 2 năm sau đó, hầu như không có một trận đánh đáng kể nào trên mặt trận phía Tây châu Âu. Phần lớn quân Đức chỉ phải đối phó với những cuộc tấn công du kích lẻ tẻ từ các lực lượng kháng chiến, nhất là kháng chiến từ Pháp với sự hỗ trợ từ các cơ quan tình báo và tiếp vận của đồng minh. Trong suốt những năm 1942-1943, quân Đức chỉ tập trung vào chiến trường Liên Xô. Vào tháng 2 năm 1943, chiến thắng của Hồng quân ở trận Stalingrad đã gần như kết thúc số phận của Đức Quốc xã. Anh và Mỹ thì chỉ phải chiến đấu chống lại 3 sư đoàn của Đức ở Bắc Phi. Tổng thống Mỹ Roosevelt ở hội nghị Tehran vào tháng 11 năm 1943 đã cam kết với nguyên soái Stalin của Liên Xô rằng một mặt trận thứ hai sẽ được mở.
Lập tức, Anh và Mỹ đã vạch ra kế hoạch Overlord tấn công đổ bộ lên nước Pháp. Quân đồng minh đã chuẩn bị cho cuộc đổ bộ từ nhiều tháng trước, nhưng vẫn giữ bí mật không để cho Đức Quốc xã biết là sẽ đổ bộ vào khi nào và khu vực nào. Các tình báo gián điệp từ hai bên đã ra sức đấu trí và đánh lạc hướng đối phương. Quân đồng minh đang cố gắng hết mình để giải phóng nước Pháp. Hàng ngàn cuộc oanh kích và hàng trăm sư đoàn được tung ra nhằm đánh bật quân Đức ra khỏi đây. Rạng sáng ngày 6 tháng 6, quân đồng minh đã bắt đầu đổ bộ lên bờ biển Normandy và chịu thương vong khủng khiếp. Không quân, pháo hạm bắn không biết mệt mỏi suốt ngày đêm. Hàng chục ngàn sinh mạng đã ngã xuống để cứu vớt nền độc lập của nước Pháp. Sau 2 tháng với những tổn thất vô bờ của cả hai bên, xác chất thành đống, máu chảy thành sông, nước Pháp cuối cùng đã được giải phóng. Và tới đây, hy vọng về một đế chế của Hitler đã lung lay tận gốc rễ, cũng như nước Pháp đã được cứu vớt một lần nữa. Thế nhưng, quân đồng minh chỉ cứu được lãnh thổ Pháp, còn danh dự của nước Pháp thì có lẽ đã mất đi vĩnh viễn. Trong cuộc chiến này, nước Pháp gần như không có sự phản kháng nào mà bị quân Đức cho bay vào nhanh với vận tốc bàn thờ. Người Đức về sau chỉ phải đối phó với những đội quân du kích nhỏ lẻ và không gặp quá nhiều khó khăn cho đời này. Khi Liên Hợp Quốc được thành lập, họ bị coi như quân bài khi chỉ được ngồi vào ghế Hội đồng Bảo an, do Anh thì muốn chia bớt trách nhiệm và xem họ như vùng đệm an toàn với Đức. Vậy từ đâu cường quốc một thời của thế giới đã thất bại nhanh chóng trong nhục nhã thế vậy? Hãy cùng xem tiếp video để biết nhé. Những kẻ bất tài lãng phí. Nhìn vào nước Pháp, ta có thể thấy được họ có quá nhiều điểm chung với nước Ý trong Thế chiến 2. Và chúng ta đều có chung một kết quả, đó là những quả tạ của hai bên, đồng minh và phát xít. Nếu Ý có Luigi Cadorna, được mệnh danh là vị tướng bất tài nhất trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất, với thành tích là nướng tới hơn 300.000 quân Ý trong Thế chiến 1 trên bờ sông Isonzo mà không thể đạt được một chiến thắng nào đáng kể, thế nhưng lại được phong làm thống tướng trong Thế chiến thứ 2, thì Pháp cũng không kém. Dù không có những vị tướng bất tài đến mức đảo lộn học thuyết chiến tranh như Ý, thế nhưng nội bộ tướng lĩnh của Pháp thì lại quá là bất ổn về kế hoạch tác chiến và cũng không có ai đủ quyết đoán cho những chiến lược của mình. Điển hình cho số đó là tổng tư lệnh tối cao của quân đội Pháp, Maurice Gamelin, với kế hoạch Die Breda. Trước sức mạnh từ quân Đức vốn đã thể hiện với Ba Lan và các động thái chuẩn bị cho chiến tranh với mình, Anh và Pháp lúc này đang đứng trước những tình thế rất khó xử. Họ buộc phải chọn giữa bảo vệ các quốc gia vùng thấp như Hà Lan và Bỉ và chặn đứng quân Đức tại đây như đã làm trong Thế chiến 1, hoặc là sẽ chủ động tấn công nước Đức, vượt qua phòng tuyến Schlesfield ở phía bắc nước Đức vốn đang mỏng manh và chưa được chuẩn bị nhiều. Xét về thực lực khi đó, Anh và Pháp hoàn toàn có thể mở một cuộc tấn công phủ đầu vào Đức. Do lúc này, lực lượng thiết giáp và không quân của Đức vẫn còn thua kém họ về cả chất và lượng. Thế nhưng, thay vì mở một cuộc tấn công phủ đầu vào bắc nước Đức, họ đã quyết định sẽ làm như Thế chiến 1, đó là lao đầu vào một cuộc chiến tranh tiêu hao, tức là ông nào hết tài nguyên trước thì chết trước. Ok, không sao cả, tiêu hao thì tiêu hao, thế nhưng nếu đã chọn một cuộc chiến tranh tiêu hao thì họ sẽ định xây phòng tuyến phòng thủ ở đâu? Lúc này là lúc mà sự quyết đoán và bản lĩnh của các vị tướng sẽ được thể hiện. Thế nhưng rất tiếc là các vị tướng lĩnh Pháp thì lại không có được điều này như người Đức. Ví dụ, trong cuộc tấn công ở Moscow của quân Đức, khi biết được về cuộc duyệt binh thần thánh của Hồng quân, Hitler lập tức ra lệnh cho không quân Đức cất cánh, bất chấp thời tiết lúc đó đã không thuận lợi. Dù cuộc tấn công này thất bại, nhưng nó đã cho thấy sự quyết đoán tức thời của quốc trưởng, cũng như sự tuân thủ mệnh lệnh tuyệt đối của cấp dưới. Còn với người Pháp, Maurice Gamelin, các chỉ huy người Anh và các cấp dưới đã có một cuộc cãi vã không hồi kết về việc chọn địa điểm xây tuyến phòng thủ chặn đứng quân Đức. Gamelin thì không quyết đoán trong việc xác định ý đồ của mình. Ban đầu, ông ta chỉ định bảo vệ bờ biển Flanders, nhưng sau đó, kế hoạch này đã bị phản đối do những thỏa thuận bí mật của Bỉ và Anh. Các bạn thấy đấy, đánh nhau mà còn giữ bí mật về thỏa thuận riêng, chỉ riêng điều này đã phạm phải điều tử của binh gia. Thất bại là điều chắc chắn. Không bảo vệ được bờ biển Flanders, Gamelin thì lại đổi kế hoạch cho rời phòng tuyến tới dọc sông Dives ngắn hơn. Và cứ tưởng tới đây thì vấn đề được giải quyết. Thế nhưng không, lúc này thì lại tới lượt Lord God, tư lệnh lực lượng viễn chinh của Anh, đã nghi ngờ kế hoạch và cho rằng nó quá nguy hiểm. Còn các cấp dưới của Gamelin thì lại nửa tin nửa ngờ vào kế hoạch này, do lo ngại nếu tập trung các lực lượng lên đây, nhớ Maginot sụp đổ thì họ sẽ toang. Tức là chính người Pháp còn đang nghi ngờ về sức mạnh của bản thân mình. Kiêu ngạo là một sai lầm, nhưng tự ti thiếu quyết đoán
còn là một sai lầm lớn hơn. Trong khi Pháp và Anh còn đang cãi nhau với các tuyến phòng thủ, thì phía Đức lại đang nhất nhất tuân lệnh của Hitler. Tất cả đang chuẩn bị cho một cuộc tổng tấn công chớp nhoáng. Cuối cùng, Gamelin vẫn tiếp tục kế hoạch của mình, bất chấp những lời chỉ trích lặp đi lặp lại từ phía cấp dưới. Điều này đã dẫn tới việc các cụm tập đoàn quân do các cấp dưới chỉ huy đã nhiều lần trì hoãn việc chuyển quân và càng khiến cho mọi thứ trở nên lề mề. Và còn Đức thì lại càng có thời gian chuẩn bị lực lượng. Đấy là điều thứ nhất. Còn điểm thứ hai tạo nên độ tạ của Pháp và Ý, đó là tư duy tốn kém và thiếu hiệu quả. Nếu Ý có quả tư duy phá nhiều hơn làm trong sản xuất xe tăng, đó là bất kỳ một loại tăng nào mới ưu việt hơn ra đời thì toàn bộ số xe tăng cũ trước đó sẽ bị giã làm sắt vụn. Thì Pháp cũng lại có tư duy tốn tiền không kém, đó là phòng tuyến Maginot. Trong cái thời đại mà chiến tranh cơ giới đang phát triển rực rỡ, người Pháp vẫn giữ cái tư duy thời Thế chiến 1, tức là chiến tranh chiến hào và lấy phòng thủ làm chính. Cho là các bạn đều biết chuyện quân Đức vượt qua rừng Ardennes để đánh thọc sườn quân Pháp và úp sọt họ thành công. Thế nhưng đó thì mới chỉ là một nửa của câu chuyện. Phòng tuyến Maginot dừng lại tại biên giới Pháp-Bỉ, nhưng có nối liền với tường phòng thủ của Bỉ, với điểm cầm cự mạnh nhất của phòng tuyến khi đó là đồn Eben-Emael. Đồn Eben thì đã bị lính dù và pháo binh của Đức tấn công dữ dội vào ngày 8 tháng 5 năm 1940 và thất thủ trong chưa đầy 48 giờ. Đồn Eben-Emael mất đồng nghĩa với việc Bỉ đã xong. Và đúng như vậy, ngày 13 tháng 5, tướng Đức là Heygradian dẫn đầu đội quân thiết giáp tiến sâu vào lãnh thổ của Pháp. Hai tuần sau, Bỉ đầu hàng, nước Pháp đã rơi vào hỗn loạn. Như vậy, dù không có cú đánh thọc sườn của Ardennes, thì phòng tuyến này cũng khó mà thủ vững trước quân xe tăng của Đức. Tính ra thì tuổi thọ của Maginot còn không bằng căn nhà Pavlov của Hồng quân Liên Xô trong trận Stalingrad. Như vậy, điều quan trọng nhất dẫn tới thất bại của Pháp đó là sự thiếu đoàn kết trong nội bộ các tướng lính, sau đó thì mới tới tư duy chiến thuật của họ. Chính trường hỗn loạn dẫn tới xói mòn sức mạnh. Tình hình nội bộ của Pháp trong thập niên 30 rất chỉ là bất ổn. Về cơ bản thì nó giống công tác thay huấn luyện viên của Chelsea trong những năm gần đây vậy. Nếu trong 4 năm Chelsea đã thay tới 3 huấn luyện viên thì nước Pháp khi đó cũng không kém. Khi chỉ có 4 năm, từ 1936 đến 1940 đã lọc máu chính phủ tới 3 lần. Chính trưởng Pháp khi đó lợi thế đang thuộc về những phái do ngoại bang hậu thuẫn, các phong trào công nhân do đệ tam quốc tế cộng sản, do Liên Xô giật dây, cũng như các phong trào phát xít do Đức, Ý hậu thuẫn đã nhiều lần nổi dậy đình công, biểu tình, thậm chí là đảo chính, suýt lật đổ chính phủ Pháp. Trong khi đó, các bạn hãy nhìn vào chính phủ của các nước tham chiến đều đi theo kiểu nhất nhất tuân lệnh. Pháp bước vào một cuộc chiến với Đức trong khi nội bộ của họ không hề đoàn kết với nhau. Hãy cùng nhìn Đức, hầu hết mọi người đều ủng hộ Hitler. Ông ta diễn thuyết là hàng triệu người Đức cùng hưởng ứng. Anh thì ủng hộ Churchill, lính Anh sẵn sàng đổ máu tới người cuối cùng vì Churchill. Nhật Bản thì ủng hộ Hirohito, tất cả sẵn sàng chết vì lý tưởng của Thiên Hoàng, v.v. Trong khi đó thì Tổng thống Pháp Le Bon thì là dễ được ủng hộ, mà tất cả thì đang tập trung vào các phe phái. Về cơ bản thì chính trường Pháp khi đó đang bị chia ra thành hai phe, cánh tả là Đảng Xã hội, Đảng Cộng sản, và phe cánh hữu, Đảng Cộng hòa, Đảng Cấp tiến. Cả hai đã liên tục tranh giành quyền kiểm soát quân đội vì sợ bên kia sẽ dùng nó để tiêu diệt mình. Điều này khiến cho nhiều tướng tá có tài bị thải loại, và thay vào đó là những kẻ trung thành nhưng thiếu năng lực. Quân đội Pháp khi đó có thể tóm gọn trong một câu, đó là những chú sư tử bị dẫn dắt bởi những con lừa. Không những vậy, việc bổ nhiệm những kẻ bất tài, thiếu năng lực đã tạo ra sự tham nhũng khủng khiếp trong nền kinh tế và quân sự. Mặc dù là quốc gia giành chiến thắng trong Thế chiến thứ nhất, nhưng Pháp cũng chịu nợ nần chồng chất, người dân thì nheo nhóc chả khác gì Đức. Dù Pháp có nhiều thuộc địa và có thể khai thác để bù đắp cho chiến tranh, thế nhưng những kẻ tham nhũng đã làm xói mòn nghiêm trọng. Nước Pháp đã chi trả một khoản nợ lớn cho Anh và Mỹ. Các cơ sở công nghiệp của Pháp bị quân Đức tàn phá nặng nề trong cuộc chiến này. Các phong trào đình công của giai cấp công nhân cũng khiến sản xuất bị đình trệ. Ăn đủ cả một cú hát trích bất lợi như vậy đã khiến nền kinh tế Pháp thổ huyết. Tình trạng mua quan bán tước trong quân đội Pháp diễn ra như cơm bữa. Số tiền được trả cho những quan chức tham nhũng còn cao hơn cả đầu tư cho quốc phòng. Và chính vì vậy, đến tận sát thời gian cuộc chiến bùng nổ, Pháp vẫn cứ trong cái tình trạng thiếu máy bay
và phải mua thêm máy bay từ Mỹ. Vào Mỹ thì cũng đã không thể giao hàng kịp. Kinh tế Pháp đã thổ huyết do chính trưởng tham nhũng và chia rẽ, gần như bị hạ knockout khi dính trưởng của cuộc suy thoái kinh tế 1931-1933, khiến hàng triệu công nhân Pháp thất nghiệp. Đến tận năm 1938, tức là 20 năm sau cuộc chiến, nhưng sản lượng công nghiệp của Pháp thì vẫn chưa thể khôi phục tới mức trước chiến tranh, trong khi Anh, Mỹ, Đức đều khôi phục lại và đang phát triển. Riêng Liên Xô thì không những là khôi phục lại mà còn tăng lên gấp 7 lần. Kinh tế Pháp vẫn chưa thể hồi phục lại, chứ đừng có nói là chịu thêm một cuộc chiến nữa. Như vậy, do ăn đủ combo chính trị, kinh tế, quân sự đều nát bét, người Pháp đã không thể đánh nhau với ai. Và khi bị quân Đức tấn công thì họ chỉ còn cách là đầu hàng vì không có đủ nguồn lực để chống trả. Việc Đức thắng Pháp cũng là nhờ sự góp công của Ý và Liên Xô, khi các quốc gia này đều thay nhau bóp chết nội bộ nước Pháp bằng các cuộc đình công của các chính đảng do họ hỗ trợ. Chiến thắng nước Pháp đã tạo ra một cú sốc không chỉ với người Pháp mà là cả người Đức. Chiến thắng này đã giúp Hitler được người Đức tán dương giống như một lãnh tụ kiệt xuất, khi uy tín của ông ta bắt đầu giảm sút. Còn giới tướng lĩnh của Đức thì vẫn không thể tin nổi chiến thắng chóng vánh này và việc diễu binh tại Khải Hoàn Môn lại diễn ra nhanh như vậy.